Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21 tháng 1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C, đặc biệt có khả năng xuất hiện mưa tuyết tại vùng núi Tây Bắc. Cụ thể, toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp tới sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Theo dự báo, giai đoạn lạnh nhất trong đợt không khí lạnh sắp tới là khoảng từ ngày 24 đến 27 tháng 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17 tháng 1, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Miền Trung sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, ít mây. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, không mưa. Khoảng cuối tuần này, ngày 20 đến 21 tháng 1, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta gây mưa, giảm nhiệt độ và trời chuyển rét. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này nên từ đêm 20 đến 22 tháng 1, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 21 tháng 1, khu vực này chuyển rét nên nhiệt giảm sâu. Từ khoảng 22 tháng 1, miền Bắc có thể khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có thể rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết. Giai đoạn lạnh nhất trong đợt không khí lạnh sắp tới là khoảng từ ngày 24 đến 27 tháng 1, toàn bộ miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Trước khi đón không khí lạnh, ngày 17 tháng 1, miền Bắc, Bắc Trung Bộ lại đón mưa nhỏ rải rác. Trời có sương mù, mưa phùn, độ ẩm không khí tăng cao, trời rét về đêm và sáng. Ngoài ra, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định, từ khoảng 21 đến 25 tháng 1 cũng có mưa, mưa rào rải rác. Từ 21 tháng 1, phía Bắc trời chuyển rét. Đợt không khí lạnh lần này xuất hiện đúng vào tiết đại hàn 21 tháng 1 nên được dự báo nhiều khả năng sẽ có cường độ mạnh và kéo dài nhiều ngày. Nhận định về tình hình rét, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đợt không khí lạnh từ khoảng 21 đến 22 tháng 1 mang tính chất lạnh khô nhiều hơn ẩm nhưng vẫn gây mưa, làm nhiệt độ giảm, trời rét. Theo các chuyên gia, đợt không khí lạnh tràn về đúng dịp tiết đại hàn nhưng chỉ gây lạnh ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ ở khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Nam Bộ không bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh này. Đây là một điển hình thời tiết trong năm có El Nino. Trong khi miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh dài đến Tết Nguyên đán thì thành phố Hồ Chí Minh lại được dự báo sẽ đón Tết trong nắng nóng. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón đợt nắng nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Nguyên nhân chính là do hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt trung bình trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 tăng cao, trở thành thời kỳ cao điểm của mùa khô tại khu vực Nam Bộ. Những ngày đầu tháng 1 năm 2024, thời tiết thành phố Hồ Chí Minh khá oi bức. Dù có những ngày sương mù xuất hiện, tiết trời mát mẻ buổi sáng, nhưng sau đó đến trưa lại nắng nóng. So với mọi năm, nhiệt độ năm nay được nhiều người dân nhận xét oi ả, khó chịu hơn. Tình trạng thời tiết này bắt đầu từ cuối năm trước, đặc biệt vào khoảng tháng 12 năm 2023, khi người dân thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Nam Bộ chỉ cảm thấy nắng nóng thay vì tiết trời se lạnh quen thuộc của mùa Noel. Trong bản tin dự báo thời tiết dài hạn 3 tháng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2024, khu vực Đông Nam Bộ khả năng sẽ có những ngày trời nắng nhiều, thời tiết khu vực phổ biến ít mưa ngày nắng. Có một vài đợt giảm nhiệt độ với nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C, một vài ngày có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 là nằm trong chu kỳ chính đông nên không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất. Nhưng theo nhận định hoạt động của không khí lạnh, thời kỳ này có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các chuyên gia vẫn cảnh báo cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, đặc biệt trong nửa cuối tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, gây rét đậm, rét hại trên diện rộng và băng giá, sương muối ở khu vực vùng núi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Các tỉnh ven biển từ Tiền Giang tới Kiên Giang cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra ngay sau Tết âm lịch.
Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa phát đi văn bản về việc ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Văn bản nêu, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20 đến 21 tháng 1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 2 độ C, có nơi dưới 0 độ C. Đợt không khí lạnh mạnh tràn về đúng tiết Đại Hàn ngày 21 tháng 1 năm 2024 dương lịch, tương đương với ngày 11 tháng 12 năm 2023 âm lịch. Ngoài ra, theo văn bản, từ ngày 21 tháng 1, Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển, quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sau đó gió mạnh xu hướng mở rộng xuống vùng biển phía Nam gây biển động mạnh. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm, rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, cơ sở, dân chủ động phòng tránh. Cụ thể, hướng dẫn bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người, chỉ đạo kiểm tra rà soát phương án đảm bảo an toàn cho học sinh các trường nội trú, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác. Thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong 3 tháng đầu năm 2024, hoạt động của không khí lạnh có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm, nên số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình cùng thời kỳ. Ngoài ra, số ngày mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ trong mùa đông xuân 2023-2024 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ, tập trung ở miền Đông Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng ở các khu vực có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo 3 tháng đầu năm 2024 ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, do vậy tình trạng khô hạn có thể kéo dài trong thời kỳ này. Đợt gió mùa Đông Bắc tiếp theo rơi vào tiết Đại Hàn ngày 21 tháng 1 và kéo dài tới giáp Tết Nguyên đán 2024. Cả hai đợt không khí lạnh cường độ nhẹ nên nền nhiệt không xuống quá sâu. Vào tuần cuối năm âm lịch có thể có mưa phùn ở phía Bắc và miền Trung, tuy nhiên bắt đầu những ngày đầu năm mới 2024, thời tiết có xu hướng ấm dần lên. Nhiệt độ tháng 1 năm 2024 có xu hướng cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình cùng thời kỳ của các năm trước. Nhiệt độ tháng 2 năm 2024 trừ tuần đầu tiên có xu hướng cao hơn từ 1,5 đến 2 độ C so với trung bình cùng thời kỳ. Song cần đề phòng có đợt lạnh ngắn và đột ngột có thể gây mưa đá trong dịp cuối năm và đầu năm mới ở các tỉnh phía Bắc. Nguyên nhân do nền nhiệt được nung nóng giai đoạn dài, khi có không khí lạnh mạnh đột ngột về sẽ tạo chênh lệch áp suất ở các tầng khí quyển, kết hợp hơi ẩm nóng bốc hơi gặp không khí lạnh ngưng tụ ở các tầng khí quyển cao. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ có khả năng cao sẽ đón một thời gian nắng nóng kéo dài đến Tết Nguyên đán. Vì vậy cần đề phòng hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra ngay sau Tết. Trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nêu trên, ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chính thống của Trung ương và địa phương. Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai bằng các hình thức khác nhau, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao, dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!